6 tháng 3 à, bên đây là bên viện tim á, gọi đi nhập viện trong tuần này á, thay cái bàn tim. Chúc em thành công, thế là bình tĩnh. Ở nhà ba đứa nhà qua nghe chưa? Mẹ đi vô mổ đó. Rồi, thì mẹ đi được rồi. Hôm nay má phải đi mổ rồi. Mong là mọi điều đều thành công tốt đẹp. Hôm mốt chị nào ra viện rồi có sức khỏe để chung với gia đình. Ở nhà lo mấy đứa em á. Thôi thì được rồi, mình đi được rồi. Cười đi Diệp. Sáng mai chuẩn bị phẫu thuật tim. Con gái mũi sụn gọi đi trường hôm nay. Sau khi phẫu thuật tim rồi, sức khỏe còn yếu. Hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2004, được xuất viện rồi.